Thưa quý vị, sau quá trình chuẩn bị đầu tư vào sáng mai, ngày 8 tháng 9, dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu sẽ chính thức được khởi công xây dựng. Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, đơn vị chủ đầu tư, dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu có chiều dài gần 3 km với quy mô 6 làn xe, mặt cắt ngang nền đường rộng 30 m, điểm đầu khớp nối với tuyến đường ngoài cảng Liên Chiểu, điểm cuối giao cắt mức với tuyến đường tránh Nam Hải Vân – Túy Loan. Tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng. Tuyến đường này cung cấp khả năng tiếp cận chiến lược cho việc khai thác và xây dựng cảng biển Liên Chiểu, đồng thời kết nối nhanh và an toàn giao thông đô thị với hệ thống giao thông quốc gia và khu công nghiệp Liên Chiểu, khu công nghệ cao Đà Nẵng, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp khác của thành phố. Dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác vào cuối năm 2025.